Hồi đó ảnh gầy ốm mà xấu lắm anh ạ. Xấu lắm. Dạ, em không thích, em không có ấn tượng với bộ đội luôn á. Tại vì nhà bộ đội nhiều lắm. Thấy anh trai cũng bộ đội rồi, chú này kia cũng bộ đội mà thấy vợ bộ đội cực lắm. Ở nhà một mình không à. Con cái cũng một mình, ốm đau gì cũng mình hết à. Dạ, em sợ bộ đội lắm. Em đâu tiếng lát bộ đội đâu. Rồi né hoài rồi trúng luôn. Lát chồng đang ở quê Quảng Nam. Cái lúc đó vô thì mình cũng một mình luôn. Cái tuổi thân chứ, con gái mà, không có chồng bên cạnh nữa. Em khóc từ Nghệ An vô tới Tây Ninh luôn. Trời, bây giờ kể còn thấy muốn khóc nữa kìa. Anh Quốc Thuận và chị Thanh Văn. Em tên Trương Hoàng Quân, đến từ Quảng Nam. Em hiện đang công tác ở tiểu đoàn 14, sư đoàn 5. Xin mời em. Chào anh Quốc Thuận, chị chào chị Thanh Văn. Em là Phạm Thị Na, năm nay em 31 tuổi. Em làm kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Quê ở Nghệ An, em vô đây lập nghiệp trong này. Em vào đây cũng 10 năm rồi anh. Bạn này ở đây 10 năm rồi, thế còn chú rể thì sao? Em vào đây 12 năm ạ. Quay ngược thời gian mình kể lại cái chuyện mà lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu nè? Hồi đó là mới dùng Zalo, anh quét bạn bè gần đây. Xong anh nhắn tin làm quen. Lúc đó chưa có gia đình mà đi làm về rảnh nên là cũng có thời gian nói chuyện này kia. Thì nói chuyện qua lại vậy đó. Lúc đó anh mới chia tay người yêu. Rồi anh cũng tâm sự. Rồi em cũng tâm sự lại với anh vậy đó. Rồi dần dần nói chuyện rồi quen nhau luôn. Và hồi đó thì em cũng rất thính quanh quanh đơn vị. Em cứ ưu tiên cái cự ly trước. Cự ly? Ai mà gần gần với lại hình mà hình đại diện mà xinh xinh tí thì em ưu tiên trước ạ. Mà lúc đó mình quét xong rồi có nhiều người vô coi như là trả lời mình không? Có rất nhiều trả lời và duy trì mối quan hệ, có thể là một tuần, hai tuần. Nhưng mà vợ em là duy trì lâu nhất. Vậy là đây là chiến binh mạnh nhất, còn trụ lại chịu thức khuya nhất. Lúc đó là ảnh để cái avatar là mặc đồ bộ đội hay là mặc đồ bình thường? Không, avatar là cái hình bình thường, nhưng mà trong Zalo là có hình bộ đội. Hồi đó ảnh gầy ốm mà xấu lắm anh ạ. Xấu lắm? Dạ, em không thích, em không có ấn tượng với bộ đội luôn á. Tại vì nhà bộ đội nhiều lắm. Thấy anh trai cũng bộ đội rồi, chú này kia cũng bộ đội mà thấy vợ bộ đội cực lắm. Ở nhà một mình không à. Con cái cũng một mình, ốm đau gì cũng mình hết à. Dạ, em sợ bộ đội lắm. Em đâu tiếng lấy bộ đội đâu. Rồi né hoài rồi trúng luôn. Vậy hai người nói chuyện với nhau trên mạng là chính đúng không? Thế sau bao lâu thì hai người gặp được nhau ngoài đời? Em nhớ chắc khoảng vài tháng ấy. Lúc đó trong đơn vị tổ chức những trò chơi dân gian cho bộ đội ấy, ngày 22/12 vậy. Trước đơn vị thì cũng tình cờ thôi. Vợ lúc đó cũng ở đơn vị kết nghĩa. Gặp cổ ở ngoài á, Quân ấn tượng cái điều gì nhất ở cô này? Cái ấn tượng nhất thì một là lần môi đỏ. Môi đỏ. Thứ hai là mặc áo màu đỏ. Trời ơi, sao giống hôm nay vậy ta? Sao y rắc cò vậy? Công nhận. Bữa nay có đánh sò không? Dạ có. Ờ, có mang đôi hài đỏ không? Em ấn tượng gì ở anh bộ đội này khi mà lần đầu tiên mình gặp ảnh ở ngoài đời? Dạ thì lúc nói chuyện em thấy anh thật tình rồi hiền. Rồi lúc gặp thì thấy cũng vậy. Nói chuyện cũng vui vui vậy đó. Rồi cũng có cầm tình dần dần rồi nói chuyện nữa rồi mới yêu nhau. Chưa từ từ mới thấm mới nhừ được. Bao nhiêu lâu thì nhừ nè? Quen 24 thì nhừ khoảng hơn 3 năm. Nhừ hơn 3 năm là... Nhừ. Như vậy rất là thấm rồi đây. Sau bao nhiêu năm mới kết hôn? 3 năm. Anh rất muốn biết là kể từ cái lúc mà hai người gặp nhau đầu tiên ở ngoài đời đó, thì đến bao lâu bạn ấy mới tỏ tình, mới chính thức được nhận là bạn trai của cô ấy? Thì lúc mà quen nhau thì vẫn nhắn tin và cũng hay ra chơi. Nhưng mà hôm đó thì em hồi trước em hay có một ít thuốc bồi ấy. Em mới xếp cái hình trái tim có cái mũi tên ở trong ấy. Rồi lúc đó em đốt thì anh lửa cái chạy theo vòng trái tim và em quay cái đó lại. Em gửi qua Zalo cho vợ em này, em mới tỏ tình và nói trên mạng thôi. Nói gì? Không hỏi hơn em thích anh không, bây giờ có chịu làm vợ anh không? Cầu hôn luôn trên mạng luôn. Nhưng mà chứ thì đã hỏi làm vợ anh không à? Đó, khi mà em nhận được clip đó thì cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc đó thì quen được một thời gian rồi thì em thấy anh cũng tính tình cũng được, rồi cũng biết quan tâm lo lắng, thì cứ nhận lời đi rồi mình tìm hiểu tiếp. Hai đứa coi như là chính thức là người yêu với nhau rồi đó. Còn không biết anh Quân nè, anh có dẫn em đi đâu, anh tặng cho em nụ hôn không? Cái này thì cũng phải có chứ ạ. Có. Thì lúc mà mình thăm dò được rồi á thì lúc đó mình mới nhờ là đưa đồ tới cho anh. Thì ở ngoài mà, em ở trong đơn vị mà. Đưa đồ đến cổng. Thì ngay vị trí cổng thì có một cái cây buổi tối nữa, hay tối. Thế thì em ra em lấy đồ xong đứng nói chuyện tí, thế là em đè em hôn cái em vào thôi. Cái cây đó còn sống không? Còn, bây giờ vẫn còn ngay cổng luôn. Không ai thấy, chỉ có cây thấy rồi em à. Là yêu trong sáng mà hôn trong tối đấy. Vậy là hai người là chính thức yêu nhau từ sau nụ hôn đó. Em thì ở Quảng Nam. Đúng rồi. Còn em thì ở Nghệ An.
Thật ra Quảng Nam với Nghệ An thì nó có xa lắm không em, về khoảng cách địa lý? Khoảng cách địa lý thì cách nhau chừng 500 cây á. 500 cây là quá xa đó. Cái khoảng cách địa lý đó nó có phải là rào cản, nó phải là sự cản trở cho cái việc mà hai đứa coi như là dẫn đến hôn nhân không? Có, cũng một phần là do gia đình. Em có nói với ba mẹ là em quen cái anh ở Quảng Nam đi bộ đội ở trong này. Mẹ em có nói là giờ con đi làm xa rồi, thì nếu mà có ai ở gần hơn á, ví dụ như cùng quê thì mình quen cũng được, đỡ cực hơn về một lần được hai quê luôn. Có một lần chia tay là cũng vì lý do là xa quá. Lúc đó Quân như thế nào? Lúc đó thì cũng có buồn chứ, kể cả bọn em vậy. Khi mà về mà nói chuyện với gia đình thì cũng có mấy anh chị, cũng có người cũng bằng vô bằng ra. Nhưng mà có ông anh lớn thì ông bảo là ông nói nhà ơi, thằng Quân nó lấy vợ thì nó lấy vợ cho nó chứ phải lấy vợ cho mình đâu mà cứ bàn ra. Đúng rồi. Thế là mình mạnh dạn mình tiến về Bắc thôi. Ngoài cái chuyện gia đình ra, hai người vẫn vượt qua được để đến với nhau. Thì giữa hai người có cái vấn đề gì mà làm cho hai người bị xa cách nhau hơn về mặt tâm lý không? Tự ghen tuông, hờn giận, hiểu lầm gì không? Cũng có kỷ niệm sau là Tết. Thì lúc đang mang thai đứa thứ nhất ấy, thời gian mà về Tết nó rất là ngắn, có được hơn tuần. Nên em đưa ra Nghệ An, sau đó em về trong này để vợ vào đó. Tết vừa ở nhà với bố mẹ lâu mà thì nó vẫn vui hơn. Trong lúc nghỉ Tết ấy thì em cũng có nhắn tin với người bạn đồng hương Quảng Nam làm trong Tây Ninh này thôi. Bạn là con gái đúng không? Đúng rồi. Đó. Có nhắn tin qua lại nhưng mà nó còn không, không có gì lớn, nhưng mà vợ lại dặn rồi bắt máy bay vào Tây Ninh luôn. Không có lửa sao có khói. Nếu mà nhắn cho một bạn là con gái bình thường thì không thể nào mà vợ giận dữ gì đâu. Em cũng ít khi em vô tin nhắn của chồng lắm. Bữa đó Facebook em vô Facebook của chồng xong em nhấp vô tin nhắn, cái em thấy hai người đang nói chuyện luôn, mà em biết là chồng có quen chị đó trước rồi. Em còn hộ, bởi người đó thật sự là không phải là người yêu cũ hay gì hết. Người ta đồng hương thì vào, mình có sự đồng cảm nên quá trình nói chuyện thì có thể nó là hơi mùi mặn tí. Ôi trời ơi, em thấy kỳ kỳ nè. Anh cũng thấy kỳ đó. Không được nha, mà lúc đó đang có bầu đúng không? Dạ, lúc đó tâm lý yếu lắm. Đúng. Lúc đó có chị bầu mình nhạy cảm lắm nên là giận hờn liền. Thế là không có đúng chịu rồi. Được. Dạ. Đó là ra Tết rồi, lúc đó là mùng mấy, mùng 4, mùng 5. Em ở nhà em sợ ba mẹ biết á, ba mẹ buồn. Em đi vô Tây Ninh luôn. Trời, đi một mình luôn sớm. Dạ. Lúc đó chồng đang ở quê Quảng Nam. Cái lúc đó vô Tây Ninh cũng một mình luôn. Cái tuổi thân chứ, con gái mà không có chồng bên cạnh nữa. Em khóc từ Nghệ An vô tới Tây Ninh luôn. Trời, bây giờ kể còn thấy muốn khóc nữa kìa. Cho nên là bớt bạn, bạn đồng cảm lại, bớt đồng cảm nhá. Rồi rồi sao? Gọi liên tục, anh gọi liên tục luôn mà em không nghe máy. Xong cái mẹ anh gọi, anh gọi thì em nghe. Em nói má là con không có sao đâu. Dự định của anh là về quê lâu hơn mấy ngày nữa, nhưng mà anh vô sớm. Anh vô sau đó mấy ngày, cách một ngày, hai ngày gì là anh đi vô rồi. Nên là thì có chồng vô mà nói chuyện rồi hai người cũng nói chuyện rồi mới huề ra. Nhưng mà lúc đấy mới hiểu là thực ra cũng không có gì đúng không? Dạ. Nhưng mà Quân có linh cảm là vợ mình là bỏ vào trong trong đây không? Em biết chứ. Biết đúng không? Em biết, lúc đó em rất là lo, lúc mà sức khỏe là yếu rồi em sợ nghỉ bậy nữa. Em nhảy vô Tây Ninh liền. Cô vô trong đây rồi có nhớ là mình hành động như thế nào để mà cho người đẹp tha thứ không? Bản thân em thì em đối mặt là bình thường, em đó mình giải thích rõ ràng mà. Đâu có gì đâu cần thiết là em mời người ta tới nói chuyện bình thường. Trời đấy. Tức là chưa có một chuyện gì hết. Chưa, không có là một cái gì hết. Suy nghĩ quá lên. Thôi chúc mừng. Còn bây giờ đứa nhỏ là mấy tuổi em rồi? Mới sinh bé nhỏ bữa nay gần được 11 tháng rồi. Dạ, bé đầu bé gái, bé trai bé trai. Trời ơi, 10 điểm. Xuất sắc. Em đẻ 2020 là lúc đó là dịch. Rồi chồng thì lúc đó là đi tăng cường xuống thành phố, ba đi lúc chưa biết nói. Mà anh đi tới 6 tháng. Về là bé lớn là biết gọi ba luôn á. Đi 6 tháng mà về tới nhà là em bé chạy ra ôm ba luôn, không lạ gì luôn. Không lạ. Đáng yêu thế. Dạ. Nhớ mình ba. Mình tưởng mình về lạ nhưng nó không lạ. Ừ. Lúc mà em đang đi ở dưới Sài Gòn thì vợ quay một video clip là bồng con mà nó ra ngay cửa sổ á. Nó gọi ba về. Trời, nó nói là một bài á. Ba ơi, em chỉ nói là thôi. Thì lúc đó thật là xúc động, ướt nước mắt á. Lúc đó em đăng cái ảnh á, cái video lên Facebook mà đúng là ướt nước mắt á. Xúc động. Anh ghen còn xúc động nữa nè. Tại vì mình hình dung được cái giai đoạn đó. Cái giai đoạn đúng là khó khăn với vợ chồng em luôn. Tại vì em làm bệnh viện thì đâu có được nghỉ đâu. Mà chồng cũng đi nữa nên là con không ai trông hết à. Cũng là những cái năm tháng khó quên anh ha. Thật ra giai đoạn đó chúng ta nhắc tới để là mình chỉ nhớ là những cái khoảnh khắc đẹp mà thôi. Đà. Chứ thật ra đó là giai đoạn không ai muốn nhắc tới cả. Đúng. Cũng không bao giờ muốn nhớ tới. Và bây giờ nếu muốn nhớ thì phải nhớ đến cái khoảnh khắc này. Là sau khi các bạn lấy nhau về rồi,
có bao nhiêu tật xấu nó lòi ra, có nhớ không? Đó. Cho vợ nói trước đi nào. Tật xấu của anh thì thả bom là bất cứ lúc nào cũng của anh được. Đang ngồi ăn vậy đó mà thả to luôn, cái em nói trời anh vô duyên quá, đang ăn cơm mà cái nói chỉ đi ra ngoài kìm nén rồi về nhà cho người ta bung xả đi. Vậy đó, nhiều lúc đang ngồi vậy đó muốn ấy là nhấc cái mông lên vậy nhấc cái mông lên cho anh thoải mái nữa. Cái giờ con học theo luôn. Trời đất ơi, trời ơi, nó lây qua cái thế hệ hai luôn hả? Dạ, chàng xấu hổ lắm, che mặt nãy giờ anh. Coi như là nín không được đó hả? Cười ra nước mắt luôn kìa. Đó. Còn gì nữa không nè? Hay cầm điện thoại đọc báo. Đọc báo lên Facebook và việc nhà thì em kêu gì thì mới làm đó thôi. Không chủ động làm. Dạ. Vợ phải gọi dục thì mới làm. Ví dụ như em nói anh làm cho em cái này thì ngồi dậy làm xong cái nằm đung đưa tiếp vậy. Còn gì nữa không? Có gia trưởng một xíu à. Nói chuyện với vợ mà giống như là quản lý vậy đó. Đâu nói làm sao đâu. Ví dụ nghiêm túc vậy đó chứ không bao giờ mà ngọt ngào lãng mạn với vợ đâu. Có khi nào những lúc mà hai đứa chuẩn bị mà hành động ra khẩu lệnh với em không? Dạ không, cái đó thì không có. Em nằm xuống. Đó mình nói vậy là không được luôn. Mẹ cũng không hả? Em mong muốn Quân thay đổi điều gì? Anh thì vậy là cũng được rồi so với em, mà mong anh là quan tâm vợ con nhiều hơn một xíu thì lãng mạn hơn một xíu. Đúng rồi. Dạ. Vì từ nào giờ quen nhau tới cưới lấy về là chưa bao giờ mà tặng em một bó bông nào luôn. Có ngày lễ hoặc gì thì em mà cần cái gì thì mua cho em cái đó hoặc là dẫn đi ăn thôi. Sau ngày hôm nay là chị tin chắc là Quân sẽ thay đổi này, đúng không Quân? Dạ. Hành động luôn đi em. Dạ. Rồi rồi. Yeah. Rồi bạn yêu quá. Cũng nhờ chương trình mà em được nhận bó hoa của chồng đẹp vậy, em cảm ơn chương trình. Bây giờ đến lượt Quân sẽ nói về Na. Đó. Bởi vì chúng ta sẽ phải có là nhân quả đúng không? Mình cho đi rồi mình nhận lại này. Mời Quân. Vâng. Mạnh mẽ lên. Thì một là thù dai. Nếu mà nói về thù dai thì vợ phải gọi thầy. Thì như là những cái gì mà đã xảy ra rồi là nhớ hoài. Lúc nào mà có vấn đề gì là nhắc lại. Như vừa rồi 20/11 đứa bé đó nó là giáo viên mà. Em nhắn tin chúc mừng em 20/11 là vui vẻ cái nè. À vẫn là bạn đấy à? Thì tắt cái điện thoại luôn. Không, tại vì em có giao ước trước là anh không được nhắn tin qua lại với chị đó nữa. Là anh cũng có đồng ý rồi. Mà vẫn nhắn. Dạ. Thì em thấy thì em tức chứ. Tại vì hứa với mình rồi mà. Đúng không, rồi. Vì cái này là lỗi là do ông này. Dạ. Mình cũng không phải có gì nó sai trái. Nên tính em đơn giản. Có khi những cái lời hứa mà cái đây có chục năm là mình không nhớ mà giờ vẫn nhớ. Không, là em ai hứa dài gì với em là em nhớ. Thường mấy người thù dai nhớ dai. Đúng rồi. Thứ hai nữa là bình thường ấy, thì cuối tuần mình ở trong đơn vị thì cũng rất nhiều cái áp lực. Về nhà thì muốn vui vẻ vậy. Nhưng mà về nhà thì vợ cứ lúc nào cũng kiểu như là không thể nở được nụ cười ấy. Hỏi ba câu có rồi. Nhiều khi mình ở nhà con cái mình một mình lo nhiều mà làm việc nhiều mà rồi đi làm ở bệnh viện giờ giấc về nhà là ôm con nữa nên là mình mệt lắm. Nhiều khi mình không vừa ý là em cọc à. Không lẽ lúc nào cũng không vừa ý dạ bạn không, sao? Có đôi lúc thôi, đâu phải đôi khi não vậy nhiều, đâu. Nhiều đúng không? Khi mà Quân nói được điều đó, anh nghĩ là cái chuyện đó xảy ra thường xuyên. Cho nên cái việc mà Quân về và Quân rất cần có một cái sự gọi là ngọt ngào, dịu dàng đúng. Tan chảy liền em. Đúng. Vậy thì có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Thì rất là mong muốn chứ. Bình thường mà em mà tiếp xúc với ai mà người nào cứng với mình thì mình cứng lại. Đó, em vẫn là vậy đó. Nên cũng mong muốn là có gì cứ dùng nụ cười giải quyết. Nó sẽ hay. Hay quá. Vâng, thế rồi. Tiếp nhận được cái mong muốn của anh vậy thì em hứa là về nhà em sẽ thay đổi. Ôm nhau đi nào. Trời ơi, chương trình xúc động quá. Trời ơi. Là Phan Hồng Quang. Em hiện 26 tuổi và em đang công tác ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thế con em? Em là Bùi Thu Thương, em 26 tuổi và em đang làm biên tập viên ca nhạc. Các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Ở đài truyền hình hay là ở nhạc viện? Dạ không, cái này là quen nhau trước khi mà bước vào nghề ạ. Lúc đấy là còn là sinh viên. Năm đấy là em đang học là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Văn hóa ngoài Hà Nội ạ. Năm đấy là Bộ Văn hóa có tổ chức một hội nghị của sinh viên xuất sắc của trong ngành Bộ Văn hóa, thì anh ấy là trong cái đoàn Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Học sinh xuất sắc à? Dạ. Nên là lúc đó là em cũng ra ngoài Hà Nội. Dạ, em ra Hà Nội trong một cái đài giao lưu á, thì hôm đó là có đi triển lãm. Khi mà đi về á, em nghe một cái giọng bắt là tối nay là rủ đi nhậu. Miền Nam ra thì đoàn của em không biết buổi tối làm cái gì, nên là tụi em cũng cho đi hay với. Dạ. Nên là cho anh xin vé. Ủa nhưng mà em là người chủ động rủ mọi người đi nhậu à? Cái đấy là em chỉ rủ đoàn em thôi, mà tự nhiên bạn lên anh nói là thôi đi nhậu với. Em quay lại em bảo chứ
ủa cái mặt mà già như thầy giáo là em cứ phân vân bảo ủa không biết gọi thầy giáo hay là gọi là bạn thì cuối cùng bà thích đi đi em kiểu như mời nó cũng như là xã giao mà gì mời lơi đúng không ai về mời lơi nhưng mà ông đi thiệt em cũng đoán được cái sự mời lơi của bạn em nên là 7 giờ đi hay 6:30 là em nói đàn em mà lên trước phòng đợi sợ như nghĩa là bỏ mình đúng không rồi họp lại nhau các đoàn thì họp và nhậu với nhau lúc đấy là vào trong cái bàn nhậu ấy mà bạn ấy hỏi là ủa bạn tên gì em nói bây giờ muốn hỏi các bạn tên gì mời mỗi người chén đi một vòng hay là rồi hết hỏi luôn cuối cùng dạ. Để hỏi được cái tên dạ em hỏi được tên nhưng mà còn cào thêm mấy thông tin là có chồng với đứa con nữa sao rồi có sụp đổ không sụp đổ liền mình cắt đứt không muốn liên hệ với bạn nữa rồi khi mà về đến thành phố á có nghe một cái bạn nữ trong đàn của em nói lại là bạn này nó dối chưa có chồng chưa có con xong rồi em mới tìm mọi cách thông tin để em liên lạc lại rồi đến khi nào em mới có cảm tình đấy thì cũng nhắn tin qua lại với nhau thì trong cái khoảng thời gian mà nhắn tin qua lại với nhau thì em có bạn trai ở ngoài Bắc ạ dạ là lúc ấy là cũng có trục trặc mình nói chuyện với anh này thì mình thấy rất là hợp quá mà bây giờ làm sao để chia tay khi anh ấy yêu cũ ấy dạ mới nói với anh ấy là anh bây giờ là em đang sao xuyến với một người mà người ta ở trong Sài Gòn á thì các người cứu với em không phải chứ ủa thằng giả hơi nhỏ thích em thì cả mình tự ái về gớm á tới một thời gian sau thì mình mới phát hiện ra là bạn trai cũ của em ấy cũng nhắn tin cho người khác cũng bắt cá hai tay á thế lúc ấy trong lòng vãi thầm cảm ơn trời có cơ hội chia tay em thì ở trong Nam dạ em thì ở ngoài Bắc dạ chắc chắn hai bạn rất là khó khăn trong dạ. quen nhau đúng không lúc mà còn đi học thì khó khăn lắm chỉ có liên lạc nhau qua tin nhắn với điện thoại với hình ảnh là như là qua mail này kia thôi khi mà bạn em tốt nghiệp á thì em mới mua vé em ra em coi bạn tốt nghiệp thì em mới hỏi bạn là giờ có ý định là vô miền Nam không thì khoảng tháng sau thì bạn đó là mua vé vô thực ra là cái ý định của em lúc ấy là vào là lập nghiệp bởi vì khi mà mình yêu mình xác định á thì mình đi vào theo trong này nhưng mà có một cái điều là khi mà vào trong Nam ấy, thì em bị bệnh rất là nặng thế là nhà em phải cấp tốc vào trong Nam để đón em quay trở ra bạn có thể chia sẻ bệnh gì không bệnh lao phổi ạ em chữa bệnh bao lâu 4 tháng ạ sau đó thì cảm thấy nhớ quá thế có bảo thôi lần này con đi vào trong đấy lại đây thì bố mẹ em nói là nếu như con đã đi rồi con phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình em đi vào trong này thì em thuê nhà trọ ở bên quận 8 á lúc đấy thì anh ấy là chỗ dựa của em kiếm tiền và lo để trang trải cho cuộc sống cho em lúc mà em mới bước chân vào trong này nó nôm na dạy gái anh đâu cái đó là ở đâu ra mà dạy cái đó em quá khôn đó đúng rồi em bỏ con sao phát mà bắt con ra mẹ ủa rồi trong thời gian bạn gái em á ở gần có thường xuyên đưa bạn gái em về thăm gia đình không hồi em nhỏ xíu á là ba mẹ em đã dặn là một á là phải lấy chồng lúc 30 tuổi hả hả lấy vợ lấy vợ em rối quá em quên hai á là không được lấy ngoài miền Bắc khi ngại xa rồi văn hóa nó không giống nhau em làm được đủ hai luôn tức đó là... coi như là cha mẹ dặn gì làm được lắm rồi sao cái ngày mà em vào trong này á thì trước hôm vào là em có đi mua một cái mảnh vải áo dài để tặng cho bác gái mà đi khắp Hà Nội anh mua mảnh áo dài á thì bác bảo chứ à, bác cảm ơn con mà hơi con cầm về đây bác không xài đâu thế là lúc đấy em thì cũng thẳng tính là ủa bác bây giờ bác không xài con đâu có xài đâu bác thế còn về ba anh ấy con chào bác ạ thế xong bác ngồi xem tivi thế xong rồi em về em suy nghĩ ngày hôm sau phải chứ con chào bác ạ hôm nay bác đi làm nào ạ hôm nay bác làm có vui không ạ bác hỏi rất là nhiều điều thế cuối cùng bác phải trả lời nghĩa là cứ nói bao lâu thì hai em quen nhau thì mới cưới nhau hai năm là ba em gọi em lại ba em mới nói là mày có yêu nó không cái em mới nói dạ có nói yêu thôi cưới đi mà lúc đó em mới 25 tuổi mà ngày xưa là ba em nói là 30 tuổi mới được cưới 30 tuổi mới được cưới từ ba phá lệ đúng không ba có cảm tình với con dâu thấy con dâu sởi lỡ vậy là cuộc sống sẽ vui vẻ không có sau này em mới nghe thì ba em tâm sự ba em bảo chứ thôi cho chúng nó cưới đi không phải nhớ con này nên rủ con mình ra ngoài Bắc nữa bây giờ là tụi em có em bé chưa dạ chưa à chưa hả rồi thấy cuộc sống sao có mâu thuẫn hay có suôn sẻ không sau khi mà cưới xong á chị thì mới phát hiện ra có cái tật xấu thứ nhất là nhậu xỉn xong rồi hay lèm bèm ông nào mà không lèm bèm không ông mà nào xỉn mà lèm bèm buồn cười lắm chị anh về muộn thế em mới xới cơm cho anh ăn thế mà anh mới nói chuyện tâm sự em mới bảo thôi anh ăn cơm đi anh cứ đập tộp một cái anh bảo chứ ủa tức là bây giờ là em không tôn trọng anh gì được rồi em muốn anh ăn cơm thì anh ăn cơm cho em xem tại sao lại vợ mời ăn cơm lại nói là không tôn trọng dạ em sẽ không nhớ gì không biết gì đâu chị ơi vậy hả dạ. Nghĩa là cái đó là cái miệng nó nói nhưng mà cái tâm nó không có nói tôi còn cái nữa là một cái sở thích của chồng em là thích kết Facebook với người đẹp ủa anh kết Facebook làm gì vậy ủa em không biết là anh là ban giám khảo chấm thi hoa hậu hay là nói gì mà nó có vỏ anh có vỏ còn một cái nữa là mới phát hiện trong thời gian gần đây là ngủ mà quýnh vợ ngủ quýnh vợ là sao tự nhiên em đang ngủ thì em cứ thấy cái bột quát vào mặt em này em mở ra xong anh ấy cuống cuồng anh ấy xoa xoa anh xin lỗi anh nằm mơ thấy cướp xe anh đang ngủ gì không
thiệt. Thiệt không hay là ức chế cái gì thì xong rồi là mượn giấc ngủ mớ để trả thù. Lúc đó nằm mơ là anh thấy là đang có hẳn bay vô nó cướp xe, cái mình lùi hoài không có được, mình mới tiến lên mình bật cái tay ra mình đấm nó, cuối cùng tự nhiên cái đấm cái nghe ôi trời ơi cái bị hoài không? Dạ, cái này là bị lần đầu tiên, thế nên bây giờ em phải phòng bị. Rồi em có phát hiện gì vợ? Dạ, dạ em mình cả thèm chóng chán, đòi mà cho bằng được luôn. Mà làm xong là khoảng 2-3 ngày sau là như dục đó. Ví dụ như là hiện giờ là đang có cái chuyện mà buôn bán trên Facebook á, thì nói anh em phải kinh doanh thôi đó. Nói rồi cho kinh doanh em chở tới tận đầu mối luôn, mua áo về cái thấy nó ủa sao áo này sao nhìn không có hợp thời gì hết vậy, sao mà em mua sai vậy, sao tao em bán được, nó không em bán được. Một thời gian sau tự nhiên thấy mặc mấy cái áo luôn hàng rộng đó có. Cái em mới hỏi ủa hình như anh thấy áo này quen quen nè, cái áo này hình như là bữa em để em bán đúng không, cái nói thì bây giờ anh cứ coi như là anh mua cho em đi. Rồi như bỏ luôn cái shop Facebook đó luôn. Cái thứ hai là vì shopping lắm, nhìn quảng cáo nó anh ơi mua cho em cái này nha, anh ơi mua em cái kia nha. Rồi có mua không? Dạ có mua xong rồi em dục đó. Còn gì nữa không? Vậy ghen lắm. Bạn gái em quen cũ lâu rồi thì hình ảnh này kia em để học bàn á, em đâu có nhớ đâu, cái lôi ra cắt rồi đốt rồi làm đủ thứ trò hết. Vậy thôi hả? Còn em phát hiện ở ông chồng em có cái điều gì nữa không? Sợ ma không ạ? Đâu có gì đâu xấu. Dạ không, sợ ma vô đối đấy ạ. Là không ai sánh kịp đâu ạ. Là em nhớ là cái đợt mà đi mùa hè xanh với anh á, thì là đi xuống dưới là nó tối, mà anh ấy nhịn, anh không có chịu được. Em đứng ngoài này nha, không được vào nha. Thế lúc sau anh chốc một lát, hai phút đấy. Thương ơi, Thương có ngoài đấy không? Em đứng ngoài này mũi chứ mà. Có, mệt quá cứ gọi hoài. Bây giờ về nhà mà em mà đi công tác là sẽ xuống ngủ với ba mẹ. Rồi cái đó thì chị đồng ý là sợ đó. Đó là quá sợ luôn rồi đó. Nhưng mà bây giờ hai vợ chồng đang trong cái thời kỳ mà chưa có em bé thì vẫn còn son sắc dữ lắm đúng không? Dạ. Có mong muốn gì thay đổi không? Chỉ mong muốn một điều vợ em thôi, vì em nói nhiều quá. Nhưng mà nhiều khi nói nhiều thành nó dại. Trong gia đình thì mình hiểu thôi, nhưng khi đi làm người ta nói nhiều là sợ ta giận. Sảy miệng đó phải không? Dạ. Xong em mong chồng em thay đổi gì? Anh sợ dâu lắm nên là không bao giờ đổ rác. Lau bàn sạch thì mới lau nha, còn bàn dơ là không được lau. Sợ dơ, sợ ghê luôn ha. Còn sợ gì nữa không? Có sợ vợ không? Dạ không. Sợ gì nữa không? Vậy thôi ạ. Đó rồi hả? Sắc mà chỉ thay đổi chút xíu thôi. Mong gì mong bớt nói lại cái điều đó đúng đó em. Nói rồi hớ sảy miệng rất là mệt mỏi. Còn bên đây thì là mong chồng bớt sợ dơ đi để phụ vợ chút đi. Dạ. Chúc tụi em hạnh phúc nhé. Cảm ơn hai bạn. Cô Hồng Vân, anh Quốc Thận. Xin chào toàn thể khán giả đang xem đài. Con tên là Nguyễn Thanh Trung, năm nay 36 tuổi. Chào Trung. Dạ. Trung đang làm gì con? Dạ, đang làm cơ quan của nhà nước. Trung đang là ở quận mấy? Dạ, Phú Nhuận. Phú Nhuận. Ủa? Dạ. Gần sân khấu cô không? Dạ, gần cô. Vậy á hả? Dạ. Vậy con có làm ở bên ủy ban quận không? Hay là làm ở cái trung một cơ quan vòng vòng ngay đó? Con ở dưới phường con. À vậy hả? Có phường 11 của cô không? Dạ, con ở phường 4. Có qua sân khấu, có qua sân khấu cô coi không? Cũng có, tại hội nghị này kia là qua bệnh không á. Rồi, thôi mời. Dạ, con chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thận và các khán giả xem đài. Tên là Nguyễn Thị Kim Đính. Kim Đính. Dạ, con 34 tuổi. Rồi con đang làm gì? Dạ, con làm giáo viên mầm non. À vậy hả? Là con dạy trường trong quận mình hay là... Dạ. Trong quận mình luôn? Dạ. Đừng nói trong hẻm nhà cô nha, trong hẻm nhà cô có mấy trường mầm non á. Dạ, con làm. Nguyễn Đình Chính đó con. Dạ, hồi trước vợ con là làm ngay cái chỗ Nguyễn Đình Chính đó con, là cái trường Home In Kids. Bây giờ nhưng mà rồi con. Nghỉ rồi. Dạ. Dạ. Cái khu chỗ chị nhiều trường mầm non lắm. Vậy hả? Ừ. Ê, rồi, vậy thì chắc có lẽ là hai bạn là chắc chắn rằng là sẽ gặp nhau trong một cái công tác gì đó ở phường, đó, ở quận. Cho nên là hai bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và quen nhau đúng không? Dạ đúng. Hay không? Giờ cuối em Linh với chị. Hay quá, em Linh quá. Giờ cuối. Lâu lâu em trúng được một lần mà trúng đậm trúng đà luôn. Đậm đà đó. Giống như trúng độc đắc vậy đó. Ừ. Trúng lần. Ừ. Đâu hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Dạ, thời điểm đó là đang là mùa hè xanh. Đi đoàn. Thời điểm đó là còn trẻ mà mình còn tuổi đoàn nên mình cũng tham gia đoàn ở tại địa phương. Thì nói chung là khi mà mùa chiến dịch đó thì chung là mới đầu là quen là em của vợ thôi. Tức là quen em trai biết, hay là em gái? Em gái. Em gái quen em. Quen biết thôi đúng không? Quen biết là quen biết bên đoàn thôi. Em là giống như là thiếu nhi của khu phố. Thì mới quen. Thì mới cái mùa đó là đang làm lễ chiến dịch mùa xanh mới mời
đó là kêu chị hai đi cho vui. Nói chung đi là đi cho vui thôi, đi biết đi đoàn thôi. Thì tình cờ là gặp. Rồi tình cờ gặp thì cái ấn tượng đầu tiên của con về bạn này sao? Dạ. Ấn tượng đầu tiên của con khi con nhìn thấy bạn này thấy ấn tượng gì? Con có thích liền, có kết liền không hay là không sao? Không con, thời điểm đó là nhìn tưởng thiếu nhi con. Hồi nhỏ quá hả? Nhỏ con quá đúng không? Hồi bây giờ là mập hết chứ. Ờ, chứ sao thời điểm đó có ốm. Mà lúc đó em nhiêu tuổi? Nhi, nghĩ thiếu nhi. Dạ, mới có 20 tuổi à. 20 tuổi. Thì ổng hơn người ta có 2 tuổi thôi. Mà ổng nhìn tam tử ta thiếu nhi. Mà ổng làm như là ổng lớn lắm không vậy phải, đó. Tại vì ổng dậy thì dữ lắm, ổng dậy thì sớm, ổng cao to nữa. Lúc đó em có 42kg ạ. Vậy là lúc đó con mét nhiêu? Con có mét rưỡi. Mét rưỡi mà 42kg. Mà là ông chồng, xíu xíu. Ông chồng lúc đó chồng mét 8 không? Dạ mét 8. Đó, ổng cao hơn có 30cm nhiêu. Nhưng mà ốm. Cũng ốm luôn. Anh ốm nhờ. Vậy đó hả? Rồi con gặp ảnh có ấn tượng gì không? Con lúc đó con thấy hả thì kêu tên qua lại vậy thôi. Rồi xong rồi thấy ảnh nói chung là bình thường. Chưa, cái ngày đó là chưa có ấn tượng. Chưa ấn tượng gì hết. Đó. Nói chung là hai bạn, bạn này thì ấn tượng bạn này là giống thiếu nhi. Thấy không? Lại đây chú dẫn đi chơi, đúng không? Còn đây thì không có một ấn tượng gì hết. Hồi vậy sao quen nhau? Đó. Sau cái chiến dịch mùa hè xanh đó thì bao lâu tụi con chính thức quen nhau? Chắc cũng được 2 tuần hay gì. 2 tuần là đang đi. Cũng lâu quá. Chà chị ơi con. 2 tuần lễ luôn. 2 tuần dữ lắm á, 2 tuần là 14 ngày á. Quen là quen làm sao con? Tại vì lúc đó là cái ngày đó là đi sinh hoạt đoàn thiếu nhi mà cái ngày đó ảnh á thì ảnh nói là ngày mai thứ bảy chủ nhật anh bận rồi thôi em dẫn mấy đứa nhỏ sóc mấy đứa nhỏ để cho tham gia chơi lễ hội mùa hè xanh. Thì con thì cũng nghĩ là lúc đó là thì thôi thì mình cũng lúc đó cũng vô mùa hè xanh mình thấy cũng thích rồi thôi cài dẫn mấy đứa nhỏ quan tâm lo mấy đứa đó cũng chơi hòa đồng vậy rồi. Rồi con mới nói thì cũng nhắn tin qua lại là anh dặn là ngày đó chương trình gì rồi thì con cũng làm theo vậy á. Sau ngày đó dẫn lên cái coi như là lên tiết mục là ngày chủ nhật ông bà cháu thì anh tối chiều anh mới gọi điện thoại là anh dặn là anh nói tối nay anh lên trễ có gì em á lát hồi lo cho mấy bạn đi mấy bạn nhỏ xong rồi thì lúc đó thì con cũng lo xong rồi tối anh cũng lên anh lên thì lúc đó anh mới nói là anh mới coi thử thôi sao thì lên tự nhiên anh vuốt tóc con anh ngồi sao anh vuốt tóc thì lúc đó con mới có ấn tượng. Tự nhiên tim đập nó giống như lần là người nó nắp trai vuốt tóc đúng không? Dạ đúng. Tức là ngộ ha con, người ta cái tình yêu nó ập đến một cách lạ lùng lắm. Không có cái gì hết trơn, vuốt cái pẹt cái là yêu đó. Sao lạ lùng như vậy? Nhưng mà điều gì mà khiến cho em vuốt tóc cái em bé thiếu nhi này? À, thời điểm nó tóc dài mà mướt. Nhưng mà cái vuốt tóc đó của con là vuốt tóc của một người anh đối với một em bé hay là của một người con trai vuốt tóc người con gái mà mình đã cảm thấy là mình hơi thích rồi? Dạ đúng rồi. Là lúc thời điểm đó là cũng nói chung là tại vì khoái đi chơi với gia đình sao nó cũng nhắn tin qua lại nói chung là cũng đã thích rồi. Đó là cái vuốt tóc của cái một người con trai với một người con gái đúng không? Bởi vậy bé này nó mới nóng rần rần. Chứ còn một người anh mà vuốt tóc một đứa thiếu nhi là không có nóng được. Em vuốt kiểu kỳ lắm. Còn kiểu bạn trai mà vuốt tóc để tỏ tình đó. Điện đó con, điện đó. Mà lúc đó em có cảm thấy có điện nó xuyên qua người có không? Có. Xuyên. Cái dòng mà chị nói em nghe cái tóc á, cái điện nó truyền qua tóc dễ sợ lắm. Thành ra là khi mà cái bàn tay nó nóng lên á mà vuốt cái tóc này á là cái đương sự đó là sẽ bị tóc nó giật ngược, cái điện của tóc giật ngược trở lại người. Rần 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 nóng lên là lý do đó. Thiệt. Sao em không cảm nhận được đó là em không có tóc. Lấy gì mà cảm nhận. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì coi như là hai bạn mới có nghĩa là có một đi bước riêng sang. Đi chơi đó. Riêng rồi đi gia đình xe, có đi coi phim đồ này kia rồi có ra mắt gia đình không? Mà gia đình hai bên có chịu không? Dạ lúc đầu thì có, nói chung là cũng có đi chơi rồi tại sao chú là hoạt động đoàn. Sau bữa đó đó rồi có rủ người ta đi uống cà phê rồi đi coi phim đó, không có không? Nói chung là sau đó là đi làm công tác sau đó mới rủ về nhà, thì rủ về nhà chơi thì thời điểm đó là lúc đó có bố có mẹ rồi có em trai ở nhà nữa. Rồi sau đó tự nhiên hỏi cái bố mẹ đi công việc hết rồi em cũng đi luôn thì nhà chung là cũng có hai vợ chồng ở nhà thôi. Thì điểm đó là nụ hôn đầu tiên đó.
À, ở nhà hả? Của em dạ. Nhất định không ở rạp chiếu phim mà là ở nhà luôn. Có nghĩa là dắt qua nhà cái hên quá ông bà già đi hết. Mình tính không bằng trời tính, thấy không? Thiên thời địa lợi đó, đúng không? Dạ. Là chỉ mà đúng hôn đó, đúng không? Rồi nè, cái lúc hôn á nó có nóng giống như là lúc vuốt tóc không? Đó, lúc đó nó tự nhiên mình cảm thấy nó lạ lắm, nó ngồi lần đầu tiên nữa bởi vậy. Rồi sao nó tê tê đúng không? Dạ đúng. Rồi lúc đó hôn là hôn ngồi không hay đứng? Tại đứng là đứng đâu đứng đâu đứng là bị khòm xuống. Chết đúng không? Rồi sao nè, rồi sau đó thì là nói chung là bên gia đình có biết, bên gia đình của em á biết được cái tình cảm của hai đứa thì có ủng hộ không? Này cũng đi qua lại vậy á, nhưng mà xong thì tới cái mùa trung thu nhớ nhất là gia đình bên nhà ảnh á đem qua giống như là để hỏi trước thôi, để giống như hai đứa quen nhau để cho biết hai bên gia đình. Nhưng mà thực chất bên gia đình con không có chịu. Tại sao vậy? Nói là con còn nhỏ quá. Rồi với lại nói riêng con là nhà nó có khá không mà được quen. Rồi mới quen người nào phải có vật chất sau này mới sung sướng. Cho con đỡ khổ đó. Dạ đúng rồi. Quan điểm của ba rồi mẹ. Sao? Rồi thì... lúc đó con biết điều đó không? Thì lúc đó là con cũng nói chung là bên gia đình vợ thì cũng lúc thời điểm là nói như vậy, là em còn nhỏ để đi học thì bản thân cũng nói là để cho em đi học thì con chỉ qua đây là ta để mà xin phép được quen em thôi. Chứ không có là không có gì. Nhưng mà coi như là gia đình bên này không chịu. Thì đúng rồi. Rồi sao? Rồi em nói sao? Con cũng làm liều luôn, quen cũng quen đại luôn, cái xong rồi cũng một thời gian vậy con cũng bỏ đi. Con bỏ nhà. Bỏ nhà luôn. Lúc đó là đi, tức là hai đi đứa đâu? Là đúng rồi đó, đi đâu rồi ba mẹ có đi kiếm không hay như thế nào? Ở chung cũng đi kiếm hay gì á. Em đi nhưng đâu mà em bỏ nhà em đi đâu? Kiếm ngay giống như là cái nhà trọ hai đứa ở. Anh cũng vẫn đi làm bình thường. Xong tới giờ về với con vậy mà đi, con đi có 3 ngày con về. Mấy ngày? 3 ngày. Tại sao về? Thì cái xong lúc đó tự nhiên em thấy anh nói thôi đem về đi, có gì thuyết phục gia đình chứ mình vậy là không có được. Cũng đi. Rồi cũng là hai đứa cũng nói về thì cũng nói dạ dạ, nói con vậy dạ dạ, cuối cùng con cũng thời điểm đó là con đi làm vừa đi học nữa thì con rồi xong rồi cũng quen. Nhưng mà lúc mà con bỏ đi vậy đó rồi ba mẹ có đi kiếm con không? Có đi kiếm, con cũng biết đi kiếm rồi xong thấy đi về. Có báo công an được không? Có luôn, đủ. Con bỏ nhà đi mấy lần? Con hả, đi tới 2 lần. Lần thứ hai là cách lần thứ nhất bao lâu? Cũng mấy tháng. Về là lúc đó là cho con ở nhà luôn. Không cho con. Không cho con không, con đi không gặp ảnh. Không cho con đi làm, không cho con gặp ảnh. Dạ đúng rồi, cấm. Sẽ phải bỏ nhà đi lần thứ hai. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em, cái lúc mà vợ bỏ nhà đi, lúc đó bạn gái bỏ nhà đi, bạn còn rất là nhỏ. Và đã vậy bên gia đình, bên bạn này lại không thích em nữa. Vậy thì lúc đó có sợ không? Nói chung là bản thân thì cũng có hơi sợ một chút. Sợ điều gì? Nói chung là sợ là ví dụ như sau này làm khổ em đó như thế nào. Nhưng mà thì nhìn chung thì mình cũng suy nghĩ là thời điểm đó là cũng đã đi làm rồi. Như công việc rất là ổn định, tại làm ở cơ quan nhà nước mà con, công việc rất ổn định. Tại thời điểm đó là em vô làm cơ quan nhà nước đã làm rồi. Nói chung cũng tại vì gia đình cấm cản rồi cũng nói này kia. Cũng có thời điểm nói chung là hai bên gia đình cũng có bờ lề qua tiếng lại nên cũng có hiểu lầm. Bản thân thì cũng cố gắng nên em này đi bỏ đi nhà thì bản thân cũng muốn là về nhà, nhưng mà tại vì do là hai đứa nói chung là thời điểm đó rất là thương nhau. Đó nên mới vậy quyết định là thôi để từ từ mình sẽ về mình nói với cha mẹ sau. Nhưng mà lần thứ hai là tụi con đi là tụi con có những cái quyết định gì mà nó dữ dội hơn lần thứ nhất không? Có thời điểm đó là tháng năm, là lúc điểm tháng năm thì đi tới tháng năm, tại gần Tết nữa thì em ăn Tết, rồi sau đó qua tới tháng năm
Thì tháng 5 hai đứa con mới làm đăng ký kết hôn luôn. Tự dẫn nhau đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Không sợ gì hết. Dạ. Rồi sau đó sao? Về mẹ, mẹ của em biết không? Dạ biết. Tại vì mẹ nói là giờ hai đứa cứ ra làm đăng ký kết hôn. Là mẹ chồng coi như là ủng hộ. Dạ, bố mẹ chồng thương lắm. Bố mẹ chồng thương vợ. Rồi sau đó mẹ chồng mới khuyên, có qua nói chuyện với có nó. Mới khuyên nó thôi con về con nói chuyện với gia đình con đi, chứ nếu mà giờ không nói lòng được đời mình con gái mà có một lần thì bố mẹ mới khuyên vậy. Rồi con có về không? Dạ có. Rồi về phản ứng của mẹ hay sao? Thì mẹ bà buồn bà khóc mà. Rồi xong cuối cùng là bên gia đình chồng có qua nói chuyện với bên gia đình bên đây không? Dạ có. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng là nói chung là cha mẹ của vợ thời điểm đó cũng có đồng ý chưa hay là đã đồng ý rồi. Lúc đó thời điểm đã đồng ý thì lúc đó mới mời cha mẹ qua để mà xin cưới luôn. Đồng ý mà cũng hơi buồn. Dạ đúng rồi. Buồn là bởi vì đi bỏ nhà đi. Dạ. Rồi đã vậy đi rồi đăng ký kết hôn nữa. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cũng phải đồng ý. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì mới đám cưới? Dạ vừa nói xong là qua tháng sau đám cưới luôn, hai đứa cho làm đám cưới luôn. Rồi cưới xong rồi có một cái biến cố gì nữa không? Hai đứa cưới xong á thì sinh ra lúc đó thời điểm là vợ sinh đứa đầu tiên á là lúc đó 1 tuổi rưỡi, thì biến cố lớn là thời điểm đó là em đang bị bệnh. Ai? Con. Dạ. Em bị bệnh. Con bị bệnh, bệnh gì? Dạ, bao tử. Bị dạ dày. Rồi sao? Dạ nặng không? Dạ nặng. Thời điểm đó là bác sĩ là chỉ định mổ. Nhưng mà sau đó bác sĩ chụp hình như thế nào không biết, nói là phổi có vấn đề nên mới kêu là thôi điều trị phổi trước rồi sau đó mới điều trị cái này lại. Thì trong cái thời gian đó là điều trị phổi á, thì cái nhớ kỷ niệm nhất là ngày 14 tháng 5 là 2013 á, là đang ở nhà, nói chung là cũng đang bệnh trong người nữa, mình nằm nhà nghỉ ngơi thì tự nhiên nghe tiếng tắc ấy, là thấy người mình bắt đầu là đổ mồ hôi rồi nhiều, rồi lên cơn đau là bắt đầu là không biết gì, chỉ biết đau thôi. Ủa là sao, là bị gì? Phải thủng, bị thủng bao tử. Trời ơi, nghe cái tách luôn hả? Dạ nghe. Con nghe luôn á. Nghe dạ, luôn rồi, tiếng lớn lắm. Dạ không có mê, mình vẫn biết. Rồi anh hét lên cái xong bố mẹ chồng mới chạy xuống hỏi, ủa có chuyện gì vậy Đính? Thì nó hình như anh bị bể. Trời đất ơi. Nhưng mà lúc đó là phổi là đã bớt chưa? Đang điều trị cái phổi đúng không? Cái phổi là đang điều trị, nhưng mà điều trị phổi mà chưa kịp điều trị đau tử thì nó bể. Tại phổi đó lúc đó bác sĩ thăm khám là phổi không có vấn đề gì. Là chuẩn bị là chuyển qua cho để mà đi bao tử đó. Mổ. Chưa kịp. Đó. Chưa kịp là nó bể luôn. Rồi sao đi vô trong bệnh viện thì là bác sĩ vô giống là giải phẫu liền đúng không? Dạ không. Trời 8 giờ mà vô mà tới 12 giờ, 1 giờ mới cho vô phòng mổ. Mà bác sĩ nó là bây giờ nếu mà mổ 50 với 50. Coi như là ở người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Trời đất ơi. Trời ơi, mà lúc đó con mới có 1 tuổi rưỡi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Con mới có 25 tuổi. Trời ơi. Rồi sao con? Rồi sao nữa? 1 giờ mới vô phòng mổ. Dạ. Rồi cuối cùng có mổ không? Đâu dạ, có chứ, phải giải phẫu chứ. Dạ. Tại mổ vì để mà làm lại hết cái bao tử của mình luôn. Cái dịch nó tràn ra hết luôn rồi trong cơ thể mình. Dịch nó ra ổ bụng hết rồi con. Trời ơi, có nghĩa là con bị bể ra luôn đó. Dạ. Bể theo cái kiểu mà giống như nó không phải lỗ nhỏ mà nó bự luôn con. Nó bự mà nó giống như là nó cương, nó như là nó tức á rồi. Dạ đúng rồi, giống như bong bóng mà bể tan nát. Rồi nghe mà. Dạ đúng. Nghe rồi. Cái tiếng nổ mà đúng không? Dạ. Thôi khủng khiếp thiệt. Rồi sao kể tiếp đi. Tức là vô trong phòng mổ là em biết hết. Dạ không, phòng mổ là như là Không, cái lúc mà nằm ở ngoài đi vô á. Dạ, cái lúc mà đi vô là biết hết luôn. Biết hết. Lúc đó là em đi theo chồng. Dạ đúng rồi. Thôi em cái giấy mà cái sợ giấy 50-50. Rồi xong rồi con hả, giống như là phải cầu nguyện, coi như trông chờ và giống như nghĩ là phép màu. Tại vì lúc đó bác sĩ nói là gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Đó nghe cái đó khủng khiếp lắm. Nghĩa là 50-50 đó đúng không? Nhưng mà rồi mình sao? Vẫn phải mổ. Rồi cũng cầu nguyện cho ảnh. Bao lâu thì ảnh mới qua có ngày kết quả? Qua ngày sau cái xong rồi nó đáng lẽ là thường mổ phía 1-2 giờ sáng đi thì ít nhất cũng phải 90 giờ trưa được ra. Còn này đợi 90 giờ trưa mà bản tên không thấy tên. Càng lo nữa. Dạ đúng rồi. Cứ sợ hoài mà gặp có mình còn à. Đúng rồi. Cái xong rồi cái lúc trưa cái bác sĩ mới nói là cho vô thăm người nhà. Mà cho vô thăm, trời thấy ảnh tội nghiệp. Dây nhợ đeo tùm lum người.
rồi chỉ biết là nói là thôi anh ráng. Rồi lúc đó con của con thì nó ở nhà với bà nội hay bà ngoại? Đúng rồi, không bà nội. Ở với bà nội. Ở xong rồi cũng về ông bà ngoại luôn. Ôi ôi. Rồi lúc mà vợ vô, lúc mà con mổ, bao lâu thì con tỉnh? Khoảng 5 giờ sáng là mình đã tỉnh rồi con. Nhưng mà cái lúc mà vợ vô là có cảm nhận được không? Có, là biết hết. Chắc vợ khóc nhiều lắm đúng không? Yeah. Nhưng mà lúc đó là chắc con nghĩ trong đầu con là bằng mọi cách là con phải vượt qua khỏi cái căn bệnh này, bởi vì vợ còn trẻ mà con thì còn quá nhỏ đúng không? Bây giờ sức khỏe con sao rồi? Giờ sức khỏe bây giờ ổn. Ổn hết. Bác sĩ nói sao? Giờ ổn, không có vấn đề. Ổn hết, thế xong cái bao tử là coi như là renew lại hết rồi đó. Là sao, là làm sao ta? Chắc người ta khâu lại cái đúng rồi, cũng nghe nói cũng có cắt một phần nào nữa trong cơ thể anh. Lúc đầu là anh ăn chỉ ít sỉnh, không ăn nhiều được. Bây giờ ăn cũng đâu có nhiều đâu đúng không? Không, bây sau này từ từ mới ăn cũng... Cái tướng này mà đâu ăn hết được. Rồi sau đó đến bao lâu thì em mới bình phục lại? Mất khoảng thời gian là bao lâu mới bình phục lại? Giờ khoảng 3 năm. 3 năm trời. Rồi 3 năm trời đó có kiên cử gì không? Dạ, kiên cử thì nói chung là cũng kiên nhiều. Ăn ít chứ không được ăn nhiều mà ăn nhiều cử. Ở vụ kia có kiên không? Vụ kia chắc không. Tại vì anh phải kể cho phá không khí. Dạ. Thấy giờ nãy giờ tội nghiệp quá. Vậy là bây giờ hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Vậy là cái đứa đầu là 1 tuổi rưỡi là ổng đi dính. Dính cái biến cố đúng không? Dạ. Rồi ổng dính về xong một cái là có đứa thứ nhì luôn. Dạ. Sao? Gì? Trong 3 năm đó đó, trong 3 cái năm mà ổng bình phục lại đó là ổng vẫn hoạt động bình thường cái vụ kia, đúng không? Tại vì con nói là thôi anh bệnh chắc anh đi không sao đâu, không sao. Cứ kia. Một lần một mà con. Một phát ăn ngay là có đứa nhỏ thứ nhì liền luôn. Đứa nhì. Trời ơi, của hai vợ chồng. Súng đạn nó bể cái hoạch luôn đó. Chị ơi, nó bể cái ruột thôi. Chứ cái vụ kia đâu, nó không có bể. Tử đâu liên quan gì tới cái kia đâu. Hai phòng tù khác nhau mà, đúng không? Trời ơi, vậy là có em bé liền. Dạ. Không, vui không? Rồi giờ đứa sau là suôn sẻ hết hả? Có vấn đề gì nữa không? Dạ, suôn sẻ. Không hiểu không? Ủa là trai gái hả? Dạ, hai bạn gái hết. Hai gái đúng không? Rồi giờ kinh tế tụi con ổn định hết chứ hả? Dạ ổn. Nhưng mà cái giai đoạn mà con vừa phải bình phục rồi vợ lại mang bầu đứa thứ hai thì cái giai đoạn đó kinh tế có khó khăn không? Tại vì tiền chữa trị, tiền thuốc men, tiền nuôi hơi khó khăn con cái. Mà cũng nhờ chung là cha mẹ cũng đỡ đần, tại thời điểm đó cha mẹ cũng có làm không có. Lúc đó là chắc gia đình hai bên thuận thảo hết rồi ha. Dạ, đúng không? Thấy rồi cứ bệnh đau hoài rồi xong mà cha mẹ hai bên cũng nói thôi thấy thiếu hụt hoài, nhiều khi không có tiền mua sữa đây kia cái cha mẹ hai bên cho. Mình hai nhà gần nhau mà đúng không? Dạ gần. Lúc đó không có gần nữa, người ở quận 12 với ở Phú Nhuận nữa. Rồi bên này gặp biến cố là bị cái ruột. Còn em thì có bị cái biến cố gì nó xảy ra không? Sau này thì bé nhỏ nó được 4 tháng mấy thì con đi làm, cái xong rồi nó tự nhiên là lúc đó 4 tháng mấy làm là qua Tết á, tự nhiên tay chân con cầm gì nó cũng rớt hết. Coi như là rồi nó không cảm giác nữa. Kỳ vậy? Dạ. Ủa, sao vậy? Cái tê tay này kia cứng luôn, rồi con phải nghĩ là có dấu hiệu bị tai biến không? Không, nó bị giống như là chạy xe không được, nó tê mấy cái đầu ngón tay. Rồi làm là sao? Cái tay trái hả? Dạ. Bác sĩ nói con bị gì? Bị chèn dây thần kinh. Trời rồi đó. Nó bị cái cục xương nó muốn lòi luôn. Vậy là có phải đi mổ hay chữa trị gì không? Có, con tiểu phẫu. Là phải đi mổ? Phẫu rồi, con nghỉ ở nhà cũng một thời gian, cũng 3-4 tháng cái mới đi làm lại. Trời đất ơi. Lúc đó là trong giai đoạn mà bạn này đang phục hồi đó phải không? Dạ. Trời ơi, sao xui dữ không biết nữa. À, bởi vậy cứ giống như là mình nợ là nợ. Bởi thôi, cho cha mẹ hai bên cũng không thể nào mà không đồng ý được, phải xúm vô để mà hỗ trợ. Đúng cho. Bây giờ bỏ tụi nó, cho nó chết luôn á, sao mà. Đúng không? Thôi, nhưng mà bây giờ thì đã tất cả mọi sóng gió, những cái biến cố nó đã xảy qua hết rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng qua mà, cơn bị cực rồi đó. Dạ đúng tới rồi. Hồi thời lại đấy. Nhưng mà trong những lúc khó khăn như vậy, hai đứa có bị bế tắc rồi cảm thấy khó chịu rồi có cãi vã nhau không? Nhiều lúc thì cũng có, nhưng mà nói thôi thà không sao đâu, từ cũng nói ảnh vậy á, thôi bây giờ mình khó khăn cái từ từ mai mốt sau mình cũng có, mình ráng làm đi cũng có được khá giả. Đỡ lo chút thôi chứ không có sao đâu, cố gắng đi. Vẫn luôn đồng hành bên nhau. Dạ. Đúng không?
Rồi bây giờ là bây giờ cuộc sống là có tốt hơn nhiều không? Dạ, có đỡ hơn chút ạ. Đã nó qua cơn bị cực rồi mà. Bây giờ muốn hỏi thêm cái nữa để vui trong bụng này. Về kinh tế có ổn hơn được không? Dạ, giờ thì cũng đỡ ổn. Tại vì hai vợ chồng vừa đi làm mà con thì buôn bán thêm đồ nữa vậy. Tại vì thời điểm đó cũng nhờ nhỏ bạn á, mua đồ trên mạng bình thường thôi, cái xong rồi thấy vậy á, ta thấy mình khó khăn quá, tự nhiên tới thương bạn bè kiểu như mua đồ qua lại giùm á, cũng tình cờ biết mua vậy thôi, cái xong rồi người ta giúp đỡ mình. Là bây giờ con bán hàng online luôn hả hay sao? Dạ, vừa bán hàng online rồi xong rồi làm. Vừa đi dạy ha. Dạ. Ừ. Nãy nói dạy gì em quên rồi. Dạ, dạy trường mầm non. Vậy hả? Rồi thôi, bây giờ cái tay thì ok rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là mỗi lần giận lên nhéo ông vẫn được đúng không? Thôi giờ cũng phải qua cái kia. Vô kia chị ơi. Đáng lý là thì cái cặp này cưng quá, không có muốn hỏi cái kia đó quá. Nhưng mà cái format của chương trình là vẫn phải là sau khi về ở với nhau rồi á, thì có những cái tật xấu gì của đối phương nó mới lồi ra mà hồi lúc yêu nhau mình không có thấy. Đó, đó. Có không? Phải có tật xấu gì không? Nói chung là vợ cũng có tật xấu, cũng phải có chứ. Đâu tật gì mà con thấy là con chưa có ưng bụng lắm đâu, tật gì đâu, nói cô nghe coi. Bừa bộn quá. Bừa bộn. Nhiều khi tại cái tay nó yếu. Không phải là tay yếu này, còn cái này là cứ đồ về là dục rồi đó. Rồi ai dọn? Dạ, chồng dọn giùm. Chồng dọn không? Phải chồng bực mình phải không? Bởi chồng lên án liền đó, thấy không? Bừa bộn. Nhưng mà mỗi lần bừa bộn gì, mỗi lần dọn gì có cầm làm bá không? Không. Có vừa làm vừa nói không á? Cũng ít rồi. Không đáng kể về làm mệt, về làm mệt rồi mà làm nữa đâu, mình cũng làm cho xong rồi. Rồi ở nhà chăm cũng không còn sức để nói nữa, thì mệt quá rồi không còn sức để nói nữa. Rồi ở nhà hai cô con gái là ai là chăm nhiều nhất? Chung em chăm nhiều nhất. Đâu còn tật xấu gì nữa không con? Ngoài hay quên lắm cô. Hay quên hả? Thầy nó mổ tay nó hay quên. Ngoài lại sanh hai đứa nữa thôi, ngỏ luôn. Có gặp vợ chồng gì ông chồng đó hay quên mà hay chứng tỏ mình nhớ dai á. Hay quên là nhớ đúng, hay quên mà thích chứng tỏ mình là người nhớ đúng. Nhớ đúng, ừ đó, vậy đó. Bà có rồi. Gì không? Hay quên mà cứ không, nghĩ quên là mình quên luôn á. Nhiều dội luôn. Dù đang làm gì vấn đề, đang làm gì xíu cái quên, cái bắt đầu đi qua làm việc khác. Là cái đó là còn để lại. Cái đó là mất tập trung á. À con đang làm cái xong mà ảnh cứ kêu em làm này cho anh. Còn không làm cho ảnh cái anh buồn. Thấy vậy thì thôi, cài làm cho ảnh. Rồi con quên cái con đang làm, đúng không? Ừ. Đó. Thấy vợ vui tính quá. Vui tính là trẻ con quá. Rồi còn gì nữa không con? Nói chung là hết rồi con. Có hay nhẹ dạ cả tin không? Nói chung cũng tính cũng thật thà. Đúng rồi. Thật thà. Cô nói chuyện cô thấy thấy bé này thật thà quá. Nó dễ bị gạt lắm nè. Có không? Bữa nào có, cô mà thật thà thiệt. Cô mà đến khóc lắm, cô nói con ơi cho cái mượn tiền quá kẹt rồi, cô khổ quá là cho. Ý là ai mà nói gì là tin à? Dễ tin người. Thế này có bị ăn hiếp không? Có. Dễ quá rồi đúng không? Hồi đó giờ, bây giờ em nói thiệt đi, hồi đó giờ đi chơi với bạn có bị bạn coi như ăn hiếp, bạn chơi kiểu trên không? Có, nhiều lúc cũng có. Rồi những lúc vậy thì sao? Bởi vậy nhiều khi con ít, em ít bạn lắm. Thì mỗi người mỗi tánh, bây giờ làm sao bây giờ? Bé nãy giờ nó muốn giữ chắc cũng không giữ được à. Đúng không? Con không thể nào con giữ được á. Thôi kệ, nhiều khi là những cái gì mà con bị thiệt thòi á đối với bạn bè xung quanh á, thì sau này á là con của con nó sẽ không bị như vậy. Dạ đúng rồi. Nó sẽ được hưởng cái Hai đứa nhỏ nó làm sao? Trời ơi, hai đứa nhỏ nó làm bạn bè hả? Đứa nào cũng bu quanh nó thối ngày, mà kêu bạn mua trà sữa uống là cứ có là uống. Đứa lớn nhiều. Tối ngày đem ly trà sữa về không người. 11 rồi. Đứa nhỏ nhiêu? Dạ năm nay 8. Thôi cũng lớn rồi, lớn mạnh rồi. Rồi bây giờ có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Nói chung là vợ thay đổi là thứ nhất là mình đừng có bừa bộn. Thứ hai là dù mình quên nhưng mà mình phải có sổ ghi. Nhớ mình làm cái gì để mình nhớ. Rồi nó ghi xong rồi nó không nhớ cuốn sổ nó để đâu thì làm sao? Đó là quá nặng luôn, đó là quá luôn, đó là hết thuốc rồi, đó là để cho chồng giữ luôn. tại vì có những người đó giống như sinh á, con sinh thường hay sinh mổ? Dạ con sinh mổ hai đứa đó. Hai đứa nó quên là đúng rồi, không có nhớ đâu. Bữa đó cái cô vợ mà cái anh chồng kia nói á là có luôn, có nghĩa là cổ hay quên nhưng mà trong đầu cổ lại mặc định là
Cô nhớ đúng. Cô nhớ đúng. Cái đó ác lắm luôn. Ừ. Mà cái đó là bệnh luôn, không thể nào chữa được. Trời, cái đó là mâu thuẫn hoài luôn á, drama hoài luôn á. Giống như là nói chứ anh, em lấy giùm anh cái này nghe. Ly nước. À, một ly nước đi. Cổ chưa hề lấy ly nước ra bàn. Nhưng trong đầu cổ là cổ đã lấy rồi. Cãi cho bằng được là em lấy rồi. Mà chồng nó chưa hề có ly nước. Em lấy rồi. Vậy đó. Mà có cái dạ, nhiều lúc luôn nhớ mình đúng. Con sợ hay quên gì á. Nhiều lúc con cãi báo thức miết. À, tới giờ không? Là giống như ảnh uống thuốc hay gì á, hay hỗ trợ thêm bao tử gì á, là con phải cài báo thức. Ừ, cài báo thức đi con, chứ nó ghi sổ là nó không nhớ sổ để đâu đâu. Nhiều lúc cài báo thức cũng hay bực mình lắm con. Tại vì cứ 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần, đang cái dòng mà đang nổi mà 5 phút báo một lần, 3 phút là khẩu nổi quá trời chuyện cần nhớ. Thành ra là cứ 5 phút là không chép luôn á thiệt. Mà nhỏ ngủ không đủ giấc á, mà cứ báo thức hoài. Con ghi vô trong cái điện thoại, con để chế độ rung đi con. Dạ. Không được, không có sao á. Điện thoại lúc nào mình cầm trên tay á. Dạ. Chế độ rung cứ 5 phút nó nhắc con lần. Nó rung là đen là làm cái gì. Ôi, chứ có điện thoại gì nhiều lúc quặn luôn. Thấy chưa, không nhớ để điện thoại đâu nữa. Con nó nặng quá rồi. Làm sao? Cũng có đó con. Đó. Có đợt nó đi Đà Lạt cũng bị mất cái điện thoại rồi đó con. Mà bảo quên đúng không? Dạ. Không nó để trên bàn xong rồi gia đình chạy xe thôi. Cái hồi mới nói, anh ơi, điện thoại em đâu? Ô, điện thoại em bỏ túi. Đâu kiếm cuối cùng có, quay lại gần tiếng rưỡi. Vị trí đó đi tiếng rưỡi không? Nó chạy tiếng rưỡi không chạy quanh lại. Lúc đó là con bỏ hai cái điện thoại của hai đứa nhỏ vô, cái tự nhiên bỏ điện thoại mình ở trên bàn. Rồi giờ lát tới họ mới chạy nha. Giờ tới em đó, ổng có bao nhiêu tật xấu, khui đi. Ảnh nè, chỉ nóng tính nè. Nóng tính. Cái gì cũng được á. Nóng tính là thể hiện như thế nào? À, nhiều lúc nhiều khi làm mà gì mệt á, nhiều khi bực bội hay cáu hay thôi. Có là không? Thì anh cũng có quát la vậy thôi xong rồi. Thế là em nghĩ thôi cài nóng tính la vậy xong rồi lát rồi mình xin lỗi anh hay này kia, mình nói nhỏ nhẹ cái anh xìu với vậy. Cho nên anh la là tại vì con hay quên đó. Dạ đúng rồi. Đó là con cũng biết. Là nhiều cho con dạ. Con bừa bộn đó. Hả? Đó cô nghĩ là chỉ có hai cái đó làm cho anh bực bội anh la lên thôi. Mỗi đúng lần không? cái chuyện đó có như con lỡ tay. Dạ? Em lỡ tay. Rồi anh la lên vậy có bao giờ bị quýnh không? Bị quýnh quán á? Có lúc nói xong không biết làm gì nữa. Bị quýnh quán á? Đúng rồi, bị mất phương hướng á con. Thực sự nhiều khi đó không phải là vợ con cố ý đâu. Mà là tức là đó giống như là sanh nhiều ha. Rồi bản thân vợ con là cái người quá hiền lành á. Quá hiền lành. Với lại cái thần kinh cũng không có vững bằng người khác. Tại vì quá hiền, quá kiểu mà thật thà. Không có đúng kiểu vậy. Như ờ đó. Đó có những người như vậy đó con, họ lành tính quá đi, thành ra là bây giờ theo cô á là con chỉ nên nóng khi vợ con bừa bộn thôi. Còn nếu mà vợ con bị quên á thì con đừng có nóng, là tại vì cái đó không phải là cố tình mà là do là bây giờ nó quên là nó quên thôi, chứ không thể nào mà mình phải cải thiện từ từ. Cho nên lúc mà mình nóng lên á là càng quên nữa, đúng càng lính quýnh lên, mất định hướng là không biết là mình phải nên như thế nào, mình làm như thế nào thì như vậy cũng tội nghiệp. Thành ra con chỉ nên nóng khi mà vợ con bừa bộn thôi, để cho vợ con sửa cái đó thôi. Mà anh nghĩ cũng nên hạn chế cái việc nóng tính mình với người vợ này. Anh nói thí dụ nha, cổ đang làm một cái việc gì đó, cổ đang cầm một cái vật nhọn hay gì, một cái vũ khí gì đó. Không, cái này là có thiệt nha. Có nghĩa là vô tình thôi. Em có nghe trong một cái hoàn cảnh nào đó, em không kiềm chế được, em la lên một cái, cổ có bất ngờ quýnh quán. Thì những cái vật mà cổ cầm trên tay, nó có khả năng gây sát thương Cho cổ và cho cả những người xung quanh luôn. Thì cái đó rất nguy hiểm. Không, thực ra tại vì bị giật mình thôi chứ. Không phải chị, có chị mình. Với tình trạng của bạn này thì nói chung là mình nghĩ cái chuyện mà lính qua lính quýnh, khi mà bị có một cái tác động từ ở bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là lính qua lính quýnh, không biết làm một cái gì cả đó. Thì đó, ví dụ như rơi chẳng hạn, như mình đang cầm cái mình rơi, cái rớt vô chân mình đau ví dụ vậy. Hoặc là con đang sắc đồ chẳng hạn, đúng rồi vậy. Cái nó hết đứt tay đó, cái bị đứt tay đó. Đó, tội nghiệp em, hiểu không? Em phải thật sự ta được cái là nhà ít cầm dao lắm, không cho cầm dao. Không phải, thí dụ vậy thí là dụ. Bếp là tại bếp là em nấu hết. Thì biết đâu được bữa nào bà hứng lên á, cái bà hương ấy lên cái bà không. Hoặc là nhiều khi á bà giá đồ thôi, không cho cái kim bếp. Cái kim bà giá đồ sao vô tay cái... trời ơi anh ơi dính rồi. Cái kim chọt vô tay xong thiệt. Thấy không, tại người bị mất bình tĩnh á. Thật ra vợ em là một người rất là nhẹ nhàng, rất là mỏng manh yếu đuối. Đó, thành ra mình là cái tùng cây bách.
một người cao 1m8 với một cô gái cao 1m5 thì mình phải luôn luôn phải che chở cho bạn đúng ấy rồi. Nên nâng niu bạn ấy hơn. Cô thấy bây giờ ba cha con của con á phải là cái người mà gọi là một cái hàng rào để bảo bọc, đúng rồi, và che chở cho vợ và mẹ. Không, cái đó cô nói thiệt, tại bạn này rất là yếu đuối, rất là mong manh, và cái thần kinh của bạn không có vững như những người khác đâu. Đúng rồi. Bạn hay bị giật mình thẳng thốt á. Hứa đi. Cũng qua hành trình này cũng mong là sẽ cố gắng khắc phục cái tính nóng của mình. Cố gắng thương vợ nhiều hơn. Vợ xúc động lắm á, nãy giờ là vợ rất xúc động luôn á. Khóc mấy lần rồi đó. Đó. Thế lại là qua những cái biến cố, những cái biến cố mà nó có thể dẫn đến cái chuyện gọi là chia ly sinh tử luôn á. Nó đã đến rồi đó, chứ phải không đâu. 50-50. Và em có biết em nằm ở trong phòng kia, nhưng mà bên ngoài vợ của em đã phải khóc biết bao nhiêu, phải đau lòng đó, sợ dữ lắm. Cho nên khi đã trải qua rồi, mình phải càng giữ và phải càng yêu thương cái người phụ nữ. Đúng rồi. Em. Với lại là con giữ cái mạng sống cho mình là bởi vì con nghĩ tới vợ, tới con của con. Đó. Đó là cái điểm mấu chốt để mà con bảo toàn được cái sức khỏe và cái mạng sống của con trong cái lúc sanh tử còn gì nữa. Đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm nhớ lời cô dặn nha. 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 Nhớ nha. Thứ 8 rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. 1m8 với 1m5 nha chưa. Mình phải làm một cái mái nhà, mình phải làm một cái tùng cây bách đi. Có mái nhà rồi, tại vì một đứa 11, một đứa 8. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nói gì nè. Đó giờ nghe là bà đứng kế bên. À, phải luôn là cây tùng cây bách vững chắc và yêu thương vợ nhiều hơn. Nha. Lặp lại một câu của chị Vân nãy là qua cơn bị cực tới thời thới lai. Và hy vọng là cái thời đó nó đang vận vào hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Rồi. Xin chào. Rồi. Ok.